Hello everyone, ngày hôm nay Thảo ra vườn thăm lại một số cây mà Thảo trồng để trưng vào dịp Tết sắp đến này. Đây là cây Winter Jasmine, là cây nhài, hoa nhài mùa đông. Đây là một cái loại cây mà Thảo trồng thì cứ đến cái khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 như thế này á, thì Thảo ra Thảo vuốt lá cho những cái cây này. Vì khi mà mình tuốt lá cho những cái cây này vào thời điểm như thế này thì cuối tháng 1 đầu tháng 2 nó sẽ nở ra những cái hoa vàng rất là đẹp, làm mình nhớ tới cái hoa mai vàng Việt Nam đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi tuốt những cái lá hoa cây này xuống, rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mình trồng, mình chăm sóc cho cái cây này để ra làm sao để mình có được một cái cây hoa vàng mình chơi Tết nha. Thì cây này khi mà mình tuốt lá cho nó các bạn, nếu như mà các bạn muốn mà chơi cái cây này cho hoa nó nở ra mà chơi lâu á, thì mình tuốt chỗ này chỗ kia, mỗi ngày mình ra mình tuốt một nơi, thì hoa nó khi mà nó nở ra đó thì nó không có nở ra hết cùng một lượt. Làm như vậy thì cái cây của mình á, hoa nó sẽ nở ra lâu, một thời gian lâu hơn thì mình chơi cái cây á nó lâu được hơn ha các bạn ha. Cái cây này thì đối với Thảo thì Thảo thấy á, vào mùa xuân khi mà hoa nó nở ra hết rồi á thì là bắt đầu á, mình là cắt tỉa những cái cành, như cái hai cành như này mình cắt hết, mình cắt hết nó đi rồi mình bắt đầu mình bón phân cho nó để cây nó lớn lên ha. Đây là cái bịch mà phân bón mà nhà Thảo xài để bón cho cái cây Winter Jasmine, hoa nhài mùa đông này. Thì mình chỉ việc mình bón cho nó mùa xuân đến cuối mùa hè là mình bón cho nó cái loại này, và tới mùa thu mùa đông là mình ngừng bón phân hầu hết cho tất cả rất là nhiều cây trong vườn. Trong lúc mà cây nó đang ra hoa vào mùa xuân thì mình không có nên mình bón phân cho cây, vì lúc đó khi mà hoa đang nở thì mình bón phân vào thì hoa nhiều khi nó sẽ bị rụng đi đó các bạn. Cho nên mùa hoa nở là mùa mình sẽ không có bón phân ha. Và thì cái cây này hè đó, lá nó xanh mơn mởn như thế này, nó không hề bị rụng lá, và mùa đông thì mình tuốt lá cho nó bây giờ thì nó mới rụng lá mà thôi. Cái cây này nó giống như là một cây forever green này, nó không bao giờ nó rụng lá hết các bạn. Thì cái cây này mùa hè thì Thảo tưới nước cho nó khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Còn khi mà qua mùa thu và nhất là qua tới mùa đông rồi á, thì mình giảm cái lượng nước tưới cho nó xuống còn có một lần một tuần mà thôi. Cái cây này khi mà nó nở hoa ra nó sẽ rủ xuống như này, hoa vàng như này rất là đẹp. Thì chơi cái cây này hồi đó thì Thảo mua ở hội chợ Tết trước Phúc Lộc Thọ, nhưng mà sau này thì Thảo thấy ở trên online họ bán cái cây này cũng rất là nhiều ha. Nếu các bạn nào mà thích mà mua cái cây này thì mình có thể mình tới mình đánh lên chữ Winter Jasmine á ở trên mạng á, thì sẽ thấy họ bán cũng rất là nhiều, người Mỹ họ chơi cũng rất là nhiều, thì họ rất là thích cái cây này. Cái cây này là một cái cây mà giữa mùa đông và tự nhiên cái nó tuốt đó, nó bật ra những cái hoa vàng. Hoa vàng, hoa mai nó là cái màu vàng, là cái màu mà của hy vọng, cái màu lấp tiên, màu may mắn. Người Á Châu mình hay là người Mỹ họ cũng đều thích hết, đó là cái màu tượng trưng cho màu may mắn ha. Nói chung là trong tất cả các loại hoa thì Thảo phải nói rằng là hoa mai Việt Nam vẫn là cái giống cây hoa mai rất là đẹp cho mùa Tết. Nhưng mà ở Cali này thì hoa mai Việt Nam cũng hơi khó trồng đó, tại vì cái thời tiết đó nó không có phù hợp. Cho nên mình mà chơi cái cây này thế cho cây mai Việt Nam á, cũng cũng rất là đẹp ha. Và mùa Tết mà có những cái cây hoa vàng trong nhà hay là ngoài vườn cũng là cũng là một cái nó làm cho không khí Tết nó tưng bừng hơn, nó vui hơn.
Trời bây giờ cũng là vào mùa thu ở Cali rồi. Ồ, cái này nó nặng lắm nè. Khù, quá trời nặng nè. Thấy em này nặng chình chịch luôn á. Ồ ơi, nhìn dễ thương không nè. Cái này mà để tới Tết mình làm mấy cái đồ mà bầu cua tôm cá. đúng rồi, bầu cua tôm cá hay là mấy cái đồ mà giống như người ta để khô rồi người ta bỏ chữ Phước Lộc Thọ lên anh hả? Phải không? Người ta có làm cái đó không? Hay là cái này chắc giống bầu cua tôm cá hơn. Đánh thử thời vận. Ra mấy đợt luôn. Em thấy nó ra cũng 3 đợt rồi anh hả? Rồi, cái trái này để Thanksgiving lễ tạ ơn của mình dùng trái thanh long này. Mình đã cảm ơn trời đất đã ban cho mình những cái trái cây. Mình là người Việt, mình Thanksgiving mình không ăn thất kỳ, nhưng mà mình ăn thanh long nha. Thôi mình ăn thanh long với lại mình làm những món ăn dân dã rồi mình ăn Thanksgiving. Ok, đây chẳng để đây đừng thôi, bố nó đây chỗ em nó cầm bỏ cho chạy đấy, để nó bố nó chỗ nó bỏ chạy. Ở nhà này có một siêu trộm, đây siêu trộm đang đứng đây nè mọi người ơi, đó đang siêu trộm đang đi coi coi có trái cây gì ngon là chôm liền lập tức. Thôi cắt luôn cái cành nó luôn đi. Em này chưa chịu đỏ ra nữa chắc đợt thứ 4 rồi hả anh? Qua hái trái sung đi. Đi qua hái trái sung nè. Cái xe xô của tôi hái nó già cũ nè em. Thấy không? Anh hái luôn đi, cái trái su su nó cũng lớn lắm rồi. Su su nhưng mình đặc biệt không có gai nha, mà lại không cái loại này là loại gì mà nó không có gai. Hồi đó em cũng cứ lấy mấy mua mấy trái su su mà ở ngoài chợ đó, thì em nhà em gieo cái này đem vô xào trứng ăn được á anh. Xíu su su được 2 trái cuối 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 mùa có người, rồi. Có người đang ngửi, em mới ngửi thôi à. Cây bên này là cây fix, giống này là có phải là Black Mission fix. Cái trái này cuối mùa rồi nên nó hôm nay năm nay nó cũng cho mình được khoảng chừng 4 trái nha. Ở đây có 1 trái nữa nè anh, trái nó còn nhỏ. Mở ra luôn đi, mở ra không mở. Lát bỏ tôi lại ăn chén ngon. Ok. Bữa nay Thảo ra vườn đi tuốt những cái lá cây để chuẩn bị cho mùa Tết đến thì mình có những cái cây hoa vàng đẹp mình chơi Tết. Rồi thấy trái cây trong vườn thì cũng cuối mùa rồi, hái xuống cũng được một số thanh long cuối mùa, ít quả su su, và được một trái sung như thế này đây. Thôi Thảo cũng mến chúc mọi nhà một mùa lễ tạ ơn thật là an lành, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Bye bye.